xin chào các bạn nha. Hôm nay xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp tục chủ đề về Valentine tiếp tục ha. Thì mình sẽ vẽ những trái tim nằm trên nốt nhạc nha các bạn. Rồi, ví dụ độ re mi fa sol la si gì đó ha, thì mình sẽ vẽ những trái tim nằm trên cái nốt nhạc đó. Thì ở đây á thì mình có một cái móng màu trắng đã sơn nền sẵn rồi. Và tiếp tục đó là mình dùng là màu đỏ các bạn ha. Mình dùng ở đây mình dùng cây cọ tóc và cây cọ nét nga. Các bạn mình dùng cả hai cây cọ tóc và nét nga nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình vẽ cho các bạn chúng ta xem ha. Giờ mình vẽ từng nốt nhạc nha. Rồi ở đây mình thích vẽ nốt nhạc màu tùy mình thích vẽ màu đỏ hay màu đen gì, nốt nhạc mình muốn vẽ màu gì thì mình vẽ ha các bạn. Để mình chuốt cho các lông cọ nó dính lại với nhau cái đã. Rồi ok. Để vẽ được những cái đường của nốt nhạc thì chúng ta vẽ tư thế cọ nó hơi nằm xuống ha các bạn. Đây mình vẽ ha. Thì giờ trong khuôn nhạc này nó có danh 5 dòng kẻ của khuôn nhạc đúng không các bạn? Rồi mình vẽ nè. Mình vẽ nốt nhạc nó hơi lượn lượn nha. Đó, nốt nhạc hơi lượn lượn đi. Hơi lượn lượn đi cho nó đẹp. Một dòng kẻ. Dòng kẻ thứ hai mình phải chuốt cọ cho nó đều ra mình mới vẽ nó mới đẹp. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta cùng nối tiếp theo dòng kẻ thứ hai, dòng kẻ thứ ba. Dòng kẻ thứ ba của khuôn nhạc. Rồi, nói tiếp đây. Tiếp tục. Dòng kẻ thứ tư của khuôn nhạc. Nói tiếp tục. Rồi, cái năm dòng kẻ cuối cùng ha. Dòng kẻ thứ năm của khuôn nhạc. Tiếp tục nói các bạn nhớ nha, chúng ta nói và cho nó chồng lên nhau nha. Rồi chúng ta có 5 dòng kẻ của nốt nhạc ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ. Mình vừa vẽ khuôn nhạc 5 dòng kẻ xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình vẽ trái tim ha các bạn. Mình vẽ trái tim lên đây ha. Giờ mình thích nó nằm ở cái vị trí này. Trái tim nằm ở vị trí này đây. Mình lấy cục bột rồi các bạn thấy không? Mình đặt nè thấy không? Bắt đầu mình nhấn xuống các bạn coi mình vẽ trái tim nè. Nè nằm đây, đặt đây cái, được chưa? Rồi mình lại tiếp tục. Mình lấy một cục bột. Mình đặt xuống đây, mình đặt đây cái đó, mình được một trái tim nè các bạn. Được một trái tim nè các bạn thấy không? Được một trái tim nè. Được không ạ? À? Rồi xong, sau đó mình sẽ vẽ một đường thẳng lên. Rồi mình vẽ qua đây đó được một nốt không. Rồi tiếp tục mình lại vẽ một cái trái tim ở đây nữa, trái tim mình nằm ở trong đường kẻ này nha. Bên đây mình cũng vậy, mình cũng bắt đầu vẽ ra được một trái tim đây nữa. Cho nó nhọn nhọn lên cho nó dễ thương. Rồi nói chung là vẽ những cái này cũng vui lắm các bạn. Rồi tiếp tục ở đây mình đặt đây. Rồi đây mình vẽ cái kép nha các bạn, mình vẽ cái nốt kép nè đó, được không ạ? Rồi tiếp tục ở đây mình cũng làm trái tim nữa. Ở đây mình cũng làm một cái trái tim bên này. Rồi mình vẽ một đường từ đây vẽ xuống đây, mình cho một cái dấu nghỉ
Rồi lại tiếp tục mình vẽ trái tim nữa ha. Nói chung là mình thích vẽ đâu mình vẽ ha. Ở chỗ nào có chỗ trống là mình cứ vẽ ha các bạn ha. Rồi ở đây mình vẽ một cái trái tim ngay đây. Mình lấy thêm màu. Rồi tiếp tục ở đây mình lại vẽ xuống đây, mình vẽ mấy bên này đi. Rồi đó đây, rồi mình vẽ qua đây một nét hai nét. Rồi rồi mình vừa vẽ xong trái tim của nốt nhạc ha, trái tim tình yêu ha. Rồi ok, giờ còn lại là chúng ta chờ nó khô rồi mình sơn tớp lên thôi ha các bạn. Rồi để cho bột nó khô các bạn ha, thì chúng ta sẽ sơn tớp lên, chúng ta sẽ sơn tớp lên đây, sơn tớp lên các bạn những nốt nhạc bằng trái tim. Nói chung là đây là những cái mẫu vẽ để cho chúng ta áp dụng vô salon cho nó nhanh các bạn ha, mình áp dụng vô salon cho nó nhanh thôi. Rồi bây giờ mình chuẩn bị mình vẽ tiếp một cái mẫu nữa để cho các bạn xem ha, cũng một mẫu nốt nhạc trái tim nữa, mình sẽ vẽ tiếp cho các bạn xem ha, thì chúng ta thích vẽ mẫu gì thì chúng ta vẽ. Thì nãy mình dùng màu đỏ, còn giờ bên đây mình dùng màu đen, mình dùng tông màu đen ha. Mình cũng dùng 5 dòng kẻ trên khuôn nhạc luôn. Cái này mình không thèm lượng nữa mà mình vẽ thẳng luôn hết các bạn. Rồi. Mình vẽ dòng kẻ thứ nhất. Tiếp tục. Mình vẽ dòng kẻ thứ hai. Thì chúng ta canh này mà chúng ta vẽ nó song song ha. Rồi tiếp tục dòng kẻ thứ ba. Dòng kẻ thứ tư các bạn vẽ nhớ vẽ này là chúng ta vẽ đường thẳng là chúng ta phải nằm cỏ xuống nha. Dòng kẻ cuối cùng là dòng kẻ thứ năm. Ok, 5 dòng kẻ trên khuôn nhạc ha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu mình vẽ cái khóa son ha. Trong khuôn nhạc nó có một khóa son thì nó bắt đầu từ cái chữ cái nốt son này. Đây là cái nốt son đây ha. Mình bắt từ đây. Đây là son. Rồi mình vừa vẽ cái khóa son các bạn. Được chưa?
Rồi, thì ngay vị trí của khá son này ha, thì mình sẽ dùng một cái cọ chấm bi ha. Mình sẽ lấy cọ chấm bi ra. Các bạn, cái đầu bi nhỏ nhỏ thôi. Ở đây thì mình rất là bi có nhiều nhiều size ha, size lớn, size nhỏ. Thì mình sẽ lấy một cái cọ size nhỏ này. Đây đây. Mình chấm đây một cái. Rồi ở đây mình cũng chấm chồng lên đây tí xíu. Rồi các bạn. Xong sau đó mình lấy cây cọ nè. Mình đi xuống đây. Thì nó sẽ ra một cái hình trái tim. Được chưa ạ? Nó ra một cái hình trái tim hả các bạn? Rồi tiếp tục. Ở đây những cái nốt nhạc ở đây mình sẽ chấm bằng những cái trái tim tiếp tục. Ở đây mình chấm một cái bi. Đây mình chấm đây cái bi nữa là hai cái bi. Được không các bạn? Rồi. Rồi tiếp tục ở đây. Mình đi xuống đây. Từ cái tâm này mình kéo xuống đây. Đây, những nốt nhạc tình yêu đây các bạn. Đó. Đơn giản không các bạn? Rồi các bạn thích bi, mình thích một cái trái tim nữa thì mình làm đây. Ở đây mình chấm một cái bi đây. Ở đây mình cũng chấm một cái bi chồng lên đây các bạn. Rồi, xong sau đó mình cũng lấy cái cọ ha, mình đi xuống đây. Mình xuống đây. Mình có được một trái tim nữa được không các bạn? Hai trái tim ha. Rồi, bạn nào mà chúng ta thích nối hai trái tim này lại với nhau thì mình sẽ nối bằng một nốt nhạc tiếp tục từ đây giữa trái tim. Mình nối lên đây. Đó. Đây cũng vậy, giữa trái tim mình nối lên đây. Và ngày Valentine đúng không? Trái tim này nó sẽ dính liền với nhau. À, thì chúng ta sẽ kẹp lại với nhau thành một nốt kép. Xong. Được không ạ? Rồi ok, rất là đơn giản ha các bạn ha. Thì chúng ta hãy cùng tập luyện ha, mình cùng tập luyện để mình có những cái mẫu vẽ rất là đẹp và rất là dễ thương. Còn lại là chúng ta chờ khô và chúng ta sơn tớp nữa là xong các bạn ha. Chờ cho bột nó khô các bạn ha, thì chúng ta còn lại nhiệm vụ là chúng ta sơn tớp thôi ha. Rồi giờ mình sơn tớp cho các bạn xem ha. Sơn tớp đi các bạn. Rồi, xong một mẫu nữa rồi các bạn thấy không? Nếu các bạn thấy video bổ ích thì hãy nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Ok, chúc các bạn thành công nha. Bye bye. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ vẽ một cái mẫu này cho các bạn chúng ta cùng xem nha. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái đồng hồ cát tình yêu nha. Rồi, đầu tiên mình sẽ tước cỡ. Rồi, mình sẽ bắt đầu từ đây. Mình vẽ hai đường ngược lại bạn. Ở đây cũng vậy. Đây một đường ngược lại ha. Rồi, ở đây thì mình sẽ lấy cái màu đen để mình sẽ cho thêm một chút xíu màu trắng ra để mình phối cho nó nhạt hơn chút. Nó sẽ ra một màu màu trắng với màu đen thì sẽ ra một màu xám đó các bạn ha. Rồi ở đây mình sẽ vẽ một đường ngang nằm đây. Rồi đây bây giờ mình vẽ một đường ngang nằm đây.
Rồi ở dưới này cũng vậy. Đứng cho để mình chăm đầu này nó tròn tròn, dưới cái đầu này nó tròn tròn đây, rồi dưới đầu này tròn tròn đây, rồi ha. Rồi tiếp tục hai bên đây mình sẽ tước chút xíu màu trắng vô đây ha, rồi mình đi đường đây, đi đường một bên màu trắng đây. Okay. Rồi bên này cũng vậy. Mình tức nhẹ thôi. Đây. Đi xuống đây. Rồi tiếp tục ở đây. Mình vẽ đường viền của cái đồng hồ cát các bạn ha. Còn ngược lại nếu bên này thành ngược lại mình viền bên đây là bằng màu đen. Rồi còn đây cũng vậy, từ đây thì mình viền đây màu đen. Nét lại chút xíu ha, nét lại chút chút thôi, đây cũng vậy, nhẹ cái đây màu đen, còn trong đây mình cũng viền trong đây chút xíu màu đen, được không ạ? Chúng viền trong đây chút xíu màu đen, rồi. Okay. Rồi bây giờ ở bên trong mình bắt đầu mình sẽ vẽ màu đỏ nha các bạn. Mình vẽ một trái tim màu đỏ đây. Trong đây. Mình tước cỏ ra. Mình sẽ vẽ một cái trái tim màu đỏ. Trái tim hơi nghiêng đi. Đầu tiên mình nó hơi nghiêng. Như thế này. Rồi. Rồi, xong rồi đó mình mới lắp cho tim mình lại. Đây mình lắp trái tim lại các bạn. Rồi trái tim đi xuống đây và bắt đầu ở dưới đây là đồng hồ cát bắt đầu là chạy. Những hạt cát bắt đầu chạy thì mình lập để cho nó tan ra.
cho tan ra các bạn ha. Rồi tiếp tục cái nước mình vũ đi, hơi chùi nước chút xíu. Rồi ok, rồi tiếp tục mình lại ở đây mình lại chấm, mình chấm cái đồng hồ cát nãy dung dung lên nè các bạn ha. Mình chấm ở đây mấy cá đường đang dung dung lên nè, mình chấm ra mấy đường cho dung 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 lên. Đây nó đang chạy các bạn. Rồi bắt đầu màu đen màu đỏ mình lấy ra ngoài này tí xíu xíu nha các bạn. Mình lấy chút xíu màu đen, mình lấy chút xíu màu đen mình pha với màu đỏ các bạn, để cho nó có một cái màu nó hơi nửa đỏ mà nửa đen đó các bạn ha. Nửa đỏ nửa đen nó ra cái màu gọi là màu nâu đó các bạn. Thì lúc đó mình mới chấm ở đây tiếp tục. Đó. Rồi bắt đầu ở trên đây mình mới ghi chữ love you, love you các bạn ha. Tùy các bạn muốn viết kiểu cỏ sao thì chúng ta viết ha. Love. Tới với chữ V các bạn ha. Love. Rồi ở dưới này mình ghi chữ U ha. Rồi. Rồi chị ơi. Chị U. Okay, love you. Các bạn. Rồi ok, chúng ta vừa vẽ xong cái đồng hồ cát các bạn ha. Rồi bây giờ còn lại là chúng ta ấy thôi. Bây giờ mình thấy chỗ nào mà chưa ok thì mình sẽ đồ lại thêm chút xíu nữa. Quay tiếp nha. Giờ chúng ta sẽ lấy chút xíu màu trắng ha.
chúng ta sẽ chấm nhẹ nhẹ lên đây. Mình chấm, mình lấy cái tay mình đặt vô vậy nè các bạn, để cho nó tan tan ra, để nhìn cho nó đẹp, nó bắt mắt đó các bạn. Đó, rồi. Góc nó quay rõ rồi. Đây. Đó, cát nó đã lên tới đây nè các bạn. Đó. Rồi, ở đây thì mình làm trái tim nó hơi hơi tối tối tí xíu để nhìn cho nó đẹp. Rồi, nó hơi tối chút. Mình xây hình sáng ốc ha. Mình làm trái tim nó hơi tối tối chút xíu cho đẹp. Đây. Đấy các bạn, làm cho nó hơi tối tối tí các bạn ha. Để mình thấy được cái độ sáng tối á các bạn, nó sẽ đẹp hơn ha. Làm cho nó hơi độ sáng sáng tối rồi đó, vậy nó sẽ dễ thương hơn các bạn. Cho chút trắng trắng ở giữa chút xíu ha, thì nó sẽ tạo cái độ sáng tối, nó sẽ dễ thương. Rồi bây giờ thì chúng ta sơn tớp nữa là xong các bạn ha. Rồi bây giờ mình lấy tớp mình sơn luôn, tại mình vẽ cái này thì nó cũng nhanh khô lắm. Bây giờ mình lấy tớp mình sơn lên cho bạn. Đây mình sơn tớp lên. Wow. Đây các bạn ơi, dễ thương lắm nha. Các bạn love you các bạn ha. Ok rồi à, bây giờ nếu các bạn thấy video bổ ích thì hãy nhớ like, share và đăng ký kênh cho mình nha. Giờ mình hơi đèn đây, cảm ơn các bạn đã xem video nhé. À, chúc các bạn sẽ vẽ thành công ha. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.